siêu phẩm đầy bãi 16 sắt 16 than, CF lại tiếp tục có hàng để phục vụ anh em đây. Nói chung là hàng quá đẹp, hàng này thì đẹp xuất sắc nhá. Xin chào anh em, ngày hôm nay thì bên cửa hàng tiếp tục về những cái lô đẩy bãi của thương hiệu CF hay là WT. Đây là một trong những cái phân khúc hàng rất là cao cấp, nó so sánh phân khúc cao cấp như những cái dòng đẩy của DK, CF hay là MHF thì cái dòng CF là rất là nổi tiếng nhá. Cái mã sản phẩm ngày hôm nay thì bên cửa hàng giới thiệu cho anh em là cái mã sản phẩm IT18F. Con này thì sử dụng 16 sắt 16 than. Anh em thấy là những con sò vẫn còn sáng và với hàng CF thì rất là chuẩn chỉ cho anh em. Hàng này thì là hàng công nghệ của Mỹ nhá. Đằng sau thì anh em xem đằng sau. Đấy. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Những cái hàng sản phẩm của USA. Và con này thì đầy đủ các chế độ đánh từ 8 ôm, 4 ôm, các đánh bridge này, mono system này. Con này thì đường ra loa cả bằng new trick cọc loa. Hàng cực kỳ đẹp. Chung là đẹp từ những con ốc nhá. Thì anh em nào mà quan tâm đến những cái mẫu đẩy sò sắt thì đặc biệt là cũng tham khảo trên kênh của bên kênh âm thanh bãi HD. Thì với hình thức của con này thì nó là hàng bãi nhá. Với hàng mới con này thì bây giờ không có. Và khi anh em bỏ tiền ra mua những cái sản phẩm hàng mới thì con này rất là đắt. Đổi lại thì bên cửa hàng đã nhập về cho anh em những cái sản phẩm siêu đẹp cho anh em. Con này thì nếu hàng mới nó phải vài chục triệu. Ngày hôm nay tiếp tục bên cửa hàng giới thiệu cho anh em một mẫu này. Con này thì để tủ kệ rất là đẹp và anh em đi làm sự kiện rất là đẹp. 800W trên một kênh ở trở kháng 8 ôm. Anh em mà đánh từ những cái dòng loa 30 hay 40 dòng côn 76 thì con này có thể đánh được hai cặp nhé, hai cặp loa. Tiếng của CAF rất là hay. Đặc thù của thương hiệu CAF thì anh em thấy là cái mặt của nó đã khác rồi. Đấy, mặt phay nhôm, phay CNC rất là đẹp. Đấy. Con này thì thiết kế xa 2U và sử dụng chiến áp tinh chỉnh cho hai kênh. Mạch class H nhé, hàng cực đẹp cho anh em. CAF, cái model này với model TA18F nó là một nhé. Đấy. Model TA18 nó là một. Và đời con này đời cao, đời cực cao luôn. Anh em thấy rồi, con sò nó rất đẹp. Ngoài ra bù áp là sò Toshiba, mạch class H và vỉ này thì hoàn toàn là vỉ cắm chân hết. Anh em chiêm ngưỡng con này cực kỳ là đẹp. Con này thì thiết kế cho anh em là 8 tụ lọc nguồn đấy. Đấy, 8 tụ lọc nguồn. Hàng thì anh em xem soi rất là kỹ, rất là đẹp luôn. Đó là siêu phẩm cho anh em. Nguồn viên áp rất là to. Nguồn viên áp dây đồng rất là to. Từ những con ốc này vẫn còn sáng choang này. Con này nó hàng như mới nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Con này thiết kế cho anh em là hai quạt gió đây. Hai quả gió. Ok, thì ngày hôm nay tiếp tục cập nhật về cho anh em những cái lô đẩy sò sắt 16 sắt 16 than thương hiệu CAF và cái model sản phẩm là IT18F. Và con này thì hàng đẹp xuất sắc và anh em có thể đánh được những cái dòng loa 30 40, con 16 đây anh em đánh hai cặp. Ngoài ra những cái dòng súp đơn hơi 40 50 anh em đánh mỗi kênh một quả căng đét nhá. Thì giá thành của nó là 6 triệu, anh em nhanh tay, lô hàng tiếp tục cập hàng về cho anh em, những lô đẩy xuất sắc cho anh em. Và chi tiết thông tin mua hàng anh em hãy alo trực tiếp tới số máy cửa hàng là 0396 855 899.